anh chàng này đi lặn thì vô tình làm rơi cái đồng hồ tiền tỷ. Đợi khi anh xuống đáy biển tìm kiếm, kết quả là không tìm thấy đồng hồ, nhưng tìm thấy một con dao găm bằng vàng nguyên chất, nhìn những đường nét cổ xưa trên đó, còn có một tảng đá dằn được những con tàu cổ sử dụng ở gần đó. Anh lập tức kết luận chắc chắn có kho báu do con tàu chìm để lại. Anh vui mừng bơi lên mặt nước, gọi ba người bạn đang đi du lịch cùng, họ bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh họ đã phát hiện càng nhiều thứ, họ tìm thấy một đống đồ vật cổ kỳ lạ, càng khiến anh chắc chắn rằng có một kho báu bên dưới. Cũng vào lúc anh đang cố gắng khám phá, anh chợt cảm nhận được con đường phía trước không hề đơn giản. Vì thế anh bơi nhanh về trước, quả nhiên không lâu sau, anh nhìn thấy một chiếc máy bay bị rơi dưới biển. Anh choáng váng. Sau khi xác nhận đó không phải là ảo giác, anh ngoi lên để thở và gọi cho bạn bè. Họ xuống khám phá lần nữa, đến cửa sổ máy bay họ phát hiện ra một thi thể chưa bị phân hủy hoàn toàn. Họ nhìn thấy thì sợ đến mức ngoi lên mặt nước, điều này cũng chứng minh máy bay chỉ mới rơi thôi. Anh chàng bắt đầu khám phá bên trong máy bay. Anh phát hiện ra máy bay chứa đầy những gói hàng nhỏ. Người bạn lấy dao ra thử cắt gói hàng, một lượng lớn bột màu trắng phun ra, họ nhận ra những gói này chứa ma túy. Gói này đủ để họ mua một con tàu du lịch mới. Và những gói nhỏ như vậy trong cabin đã chất đống đủ để lấp đầy một căn phòng. Anh tên là Edward. Sau khi bốn người trở về tàu, đối diện với số bột trị giá hàng chục nghìn đô dưới đáy biển, anh bạn Mark và bạn gái Lily nổi lòng tham, còn Edward và bạn gái anh Crystal đều biết đây là phạm tội. Hai người họ không chỉ rất tỉnh táo, mà còn phá hủy gói hàng mà Mark mang lên ngay tại chỗ. Bốn người trở về khách sạn, vì pháp luật quy định, chỉ cần họ tìm ra nguồn gốc của con tàu chìm dưới đáy biển và chứng minh rằng họ phát hiện ra nó đầu tiên, họ có thể sở hữu hợp pháp kho báu từ con tàu bị chìm. Thế là bốn người đồng ý tìm hiểu nguồn gốc của bảo tàng trước, sau đó sẽ gọi cảnh sát đến xử lý máy bay. Cuối cùng Crystal nhắc nhở Mark và Lily không được chạm vào máy bay trước khi cảnh sát tới. Ngày hôm sau, họ đến địa điểm ngày hôm qua với đầy đủ trang bị. Máy dò cũng lập tức di chuyển, Edward cũng khởi động máy thổi. Sau khi thổi bay cát, họ tìm thấy thêm một số vật lạ, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Edward vì quá tập trung đột nhiên cảm thấy như mình sắp hết oxy. Anh nhìn xung quanh và phát hiện Lily, người trong nhóm của mình, đã biến mất. Anh vội ngoi lên mặt nước, kết quả là Lily cũng không có trên thuyền. Anh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau khi nhận được bình oxy mới, Edward vội đến vị trí của máy bay. Ở đây anh đã tìm thấy bình oxy đã cạn của Lily. Sau đó Edward nhìn thấy Lily bất động, nhưng may mắn trên máy bay có khoảng không đã cứu được Lily. Và hành vi này của Lily cũng sắp gây rắc rối lớn cho Edward. Sau khi bốn người trở về, họ phát hiện những thứ đồ nhặt được lại là túi đựng thuốc súng và súng được làm bằng bạc sterling. Qua hình dạng túi thuốc súng và dòng chữ trên súng, họ xác nhận con tàu bị chìm dưới biển có tên là Zephyr. Và lịch sử có ghi chép, Zephyr mang theo một số lượng lớn vàng, bạc và các vật có giá trị khác. Những thứ này bây giờ chắc chắn có giá trị tiền tỷ. Mọi người đều vô cùng phấn khích. Ngày hôm sau họ nóng lòng muốn đến địa điểm xác tàu. Không lâu sau máy thăm dò đã có phản ứng, Edward vạch lớp cát ra, quả nhiên có cái gì đó bên dưới. Với sự trợ giúp của máy thổi, chẳng mấy chốc một khẩu pháo đã lộ diện. Đây là bằng chứng tốt nhất để chứng minh con tàu này là Zephyr. Họ sử dụng bình oxy để làm túi khí định mang khẩu pháo về. Kết quả là ngay lúc họ sắp nổi lên mặt nước, một con tàu không thuộc về họ đã chạy đến. Hóa ra là cảnh sát biển đến kiểm tra định kỳ. Lily liền ở trên thuyền liền tùy cơ ứng biến. Edward nhanh chóng ra lệnh hủy bỏ việc trục vớt, nhưng không ngờ khi Mark xả khí, tay anh vô tình vướng vào sợi dây buộc khẩu pháo. Mark liền bị đại bác cuốn đi chìm xuống đáy biển. Edward muốn đến giúp đỡ nhưng lại không kịp. Dây tiếp theo tay của Mark bị đại bác đè xuống đáy biển. Càng đáng sợ hơn là lúc này Mark đã cạn kiệt oxy. Crystal nhanh chóng tháo bình oxy ra giúp đỡ, bởi vì hai người không di chuyển khẩu pháo nổi. Edward muốn bơm khí lại cho quả bóng, nhưng chưa bơm được bao nhiêu oxy của Edward cũng hết. Cùng lúc đó Crystal cũng hết oxy. Thấy vậy Crystal nhanh chóng dùng oxy trong túi khí bổ sung cho Edward. Edward lấy lại sức di chuyển thành công khẩu pháo giúp Mark thoát nguy. Cuối cùng cả ba đã đến nơi an toàn trên tàu. Cảnh sát biển quen Edward và Crystal nên không còn cảnh giác với họ và rời đi. Nhưng trong những ngày tới, họ không có tiền mua thiết bị trục vớt chuyên nghiệp nên tiến độ thăm dò rất chậm. Họ không có năng lực đào số cát ở dưới đáy tàu đắm. Đồng thời họ thường hay ra biển, đã thu hút con mắt tò mò của một đội săn kho báu chuyên nghiệp. Điều này khiến Edward rất tức giận. Vì vậy Edward đã tìm đội trưởng Jimmy của đội săn kho báu này. Edward cảnh cáo hãy quản tốt người của anh và đừng gây rối với họ. Nhưng dù như thế thì anh vẫn rất lo lắng, vì sự tình của họ rất có thể sẽ bị Jimmy phát hiện. Để mua thiết bị trục vớt chuyên nghiệp và đào kho báu càng sớm càng tốt, Mark đề nghị sử dụng số bột trắng từ máy bay bán lấy trang bị trục vớt, nhưng hành vi phạm tội này lập tức bị Edward từ chối. Mark bất đắc dĩ đưa Lily đi cùng. Hai người họ lẻn xuống biển và đến chỗ máy bay và thành công lấy được vài túi bột trắng. Nhưng đúng lúc họ chuẩn bị bán bột trắng thì có chuyện xảy ra. Edward nhận được cuộc gọi từ Mark. Mark muốn gặp anh, nên Edward đã không phòng bị mà vội vã đến điểm đã hẹn, đi đến một chiếc tàu hào hoa. Lúc này con tàu đầy những kẻ buôn ma túy độc ác. Sau đó một anh chàng da đen ném một túi bột từ máy bay. Hóa ra Mark muốn bán lô hàng này nên đã chọc vào chủ chiếc máy bay đó là Ken. Bây giờ Ken cho Edward trong vòng 12 giờ trả lại 800 cân bột trắng trên máy bay cho hắn. Nếu không làm được thì người yêu của anh xong phim rồi.
Edward biết mình không thể từ chối. Edward lấy lý do không có thiết bị trục vớt, nên không lấy được số bột trắng còn sót lại, đòi Ken trả 300.000 đô. Sau khi Crystal biết Edward muốn làm việc cho đám buôn bán ma túy, cô không thể chấp nhận và đòi chia tay anh. Nhưng bây giờ Edward không thể dừng lại được nữa. Nhờ tiền Ken đưa, họ đã mua tàu trục vớt chuyên nghiệp, sử dụng máy thổi cát công suất lớn trên tàu. Cát dưới đáy biển nhanh chóng bị thổi bay, con tàu chìm trong nhiều ngày không tìm được, giờ đã lộ diện trong tích tắc. Sau đó họ tìm thấy một cái chuông trên thuyền, trên chuông đã khắc rõ Zephyr. Ba người họ rất phấn khích, nhưng để bàn giao với bọn buôn ma túy, họ đã đến máy bay chuẩn bị trục vớt 800 cân bột trắng. Nhưng đúng lúc họ đang đóng gói số bột, một con cá mập hổ bất ngờ xuất hiện, sau đó cắn lấy Lily. Cùng lúc đó, Edward trên thuyền bật thiết bị vớt số bột lên. Lily cầu cứu Mark ở trên máy bay, giây tiếp theo cô lại bị cá mập hổ kéo lấy. Sau khi Mark đưa Lily lên mặt nước, đùi của Lily đã bị mất một mảng lớn. Để cứu Lily, Edward đành phải vứt số bột đang trục vớt đi. Rồi họ đến bệnh viện, nhưng cuối cùng Lily đã qua đời vì vết thương quá nặng. Crystal lập tức đến tìm Edward sau khi nhận được tin. Lúc này đã là trưa ngày hôm sau. 12 tiếng mà đám buôn ma túy đưa ra đã hết. Đàn em đám buôn ma túy lập tức chạy đến tìm họ. Không thể giao phó với chúng, Edward vội đưa ra quyết định để Crystal và Mark rời đi trước, và anh sẽ đến chỗ đám buôn ma túy một mình. Sau đó Edward đã mang chuyện phát hiện được kho báu nói với hắn. Edward chỉ nhờ đàn em giả vờ như lần này hắn không gặp Edward. Tuy đàn em khá là dao động với báu vật tỷ đô, nhưng hắn vẫn đưa Edward lên tàu du lịch để gặp Ken. Nhưng hắn phát hiện ra có gì đó không ổn, bên trong tàu không những không có người mà còn rất hỗn loạn. Hắn nhanh chóng bảo Edward nằm xuống, sau đó tự lên thuyền kiểm tra, kết quả là đã bị bắn chết ngay sau đó. Edward lúc này không khỏi tò mò, anh cũng theo vào thuyền kiểm tra. Rất nhanh anh đã phát hiện rất nhiều thi thể, trong đó có Ken, ông trùm ma túy. Lúc này, một người mở cửa bước ra, hắn là đội trưởng của đội săn kho báu chuyên nghiệp Jimmy. Jimmy hỏi Edward số bột đó ở đâu. Hóa ra ngoài mặt hắn là đội săn tìm kho báu, thật ra đang bí mật buôn lậu ma túy, lần này rõ ràng là muốn lợi dụng người khác. Edward vội vàng bỏ chạy. Sau khi nhảy xuống nước, Edward lợi dụng khả năng bơi lội, thoát khỏi sự truy đuổi của Jimmy. Khi lên bờ, Edward và Mark gặp nhau. Nhưng lúc này Crystal đã một mình đến đồn cảnh sát. Edward vội vàng gọi điện cho cô. Quả nhiên, đã có chuyện xảy ra với Crystal. Giọng của Jimmy vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Vì để giải cứu Crystal, Edward đành đồng ý với yêu cầu, đưa Jimmy đến hiện trường máy bay rơi. Sau khi cúp máy, Edward rất tức giận vì Mark đã gây ra tất cả những chuyện này. Nhưng sau khi anh bình tĩnh lại, Edward đột nhiên nhìn Mark và nghĩ ra một kế hoạch giải cứu tuyệt vời. Sau đó Edward đưa Mark tới thuyền của người bạn ngư dân. Edward một mình vội vã đến gặp Jimmy. Sau khi xác nhận rằng Crystal vẫn an toàn, Edward nhẹ nhõm và bắt đầu dẫn đường cho Jimmy đến địa điểm anh nhảy xuống trước. Jimmy đeo thiết bị của mình và theo sát phía sau, nhưng khi Jimmy lên máy bay thì không thấy Edward đâu cả. Lúc này Mark giả làm thi thể ở chỗ ghế lái. Ngay khi Jimmy nới lỏng cảnh giác, Mark đột nhiên sống lại. Sau khi hít thêm một hơi oxy, Mark đánh lén Jimmy. Edward đang nấp bên dưới lập tức chạy ra giúp đỡ. Rất nhanh hai đàn em của Jimmy đã bị hai người họ hợp sức giải quyết. Sau khi Jimmy bị Edward lừa lên máy bay, thì Edward cho nổ luôn máy bay. Vụ bột trắng này cuối cùng cũng kết thúc. 6 tuần sau, Edward lại bắt đầu trục vớt con tàu Zephyr bị chìm. Nhưng vào lúc trục vớt khẩu pháo kia, lại xảy ra sự cố đứt dây. Khẩu pháo vừa lên khỏi mặt nước thì rơi nhanh xuống con tàu bị chìm. Nhưng đúng lúc Edward chuẩn bị bỏ cuộc, thì họ không biết khẩu pháo rơi xuống đã đập vỡ ra một lượng lớn vàng giấu bên trong. May mà Mark không cam tâm lại nhảy xuống nước kiểm tra. Rất nhanh Mark đã truyền đến tin vui, tôi tìm được vàng này. Gì cơ? Tôi phát tài rồi. Vàng. Cậu tìm được vàng.